Bây giờ chúng ta có sự tranh luận, chúng ta nên dùng cam 3D hay dùng cam 2D. Thì từ xưa đến nay chúng ta đều quan niệm rằng chúng ta chỉ cần 2D thôi. Chúng ta cần là cái hình ảnh đưa ra nó chân thật. Cam 2D hình ảnh sẽ thật. Cam 3D nếu như chúng ta nhìn góc 3D và chúng ta đỗ sát lề thì nhìn ảnh nó hơi ảo. Thực tế thì cam 3D cũng có thể thể hiện được hình ảnh 2D. Và ưu điểm nữa của nó là ảnh rất là rộng. Chúng ta nhìn, lúc nãy chúng ta nhìn cái xe đỗ ở sát lề trong video rồi. Tôi đỗ và tôi nhìn thấy rõ hai cái xe đỗ ở đằng trước. Tiếp theo, cái chúng ta lại muốn nói đến là chúng ta thích cái cam mắt nó dẹt. 2D mắt sẽ dẹt, 3D mắt nó sẽ lồi. Tuy nhiên, thực tế không phải là chúng ta thích dẹt hay lồi mà chúng ta muốn đẹp hay không đẹp. Thì cái cam 2D bao giờ người ta cũng khoan ra phía bên ngoài mép của gương của xe. Cam 3D thì lại khác, người ta lại khoan ở bên trong thân gương, càng sát cái thân xe càng tốt. Và ở cái vị trí này, thân xe, gương và cam thì nó lại cân đối với nhau. Cam 3D vì nó nhô lên như thế, nó bắt buộc phải nhô lên như thế, thì nó cũng tạo ra một cái góc nhìn rộng hơn rất là nhiều so với cam 2D. Và một điểm nữa là với góc nhìn rộng thì cái độ ghép hình của cam 3D nó tốt hơn hẳn. Đây như cái ảnh này, có rất là nhiều người đến đây và nghĩ rằng là chúng tôi mang lấy cái máy ảnh và chúng tôi chụp lại một cái xe. Nhưng mà không phải, đây là ảnh của Eleview V4 mang lại. Đây chúng ta có thể nhìn thấy cái mép đường, thậm chí còn không nhìn thấy là nó ghép hình ở đâu. Eleview V4 sẽ thay đổi quan niệm của các bạn về cam 2D và 3D. Xin cảm ơn các bạn đã xem video clip.